turn left or turn right or look straight at the sun. Hello là ok. Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân Show Xí Sợn. Đó thì hôm nay nha cả nhà, mình tiếp tục cái series thử thách về bong bóng. Đó, thì hôm nay ở đây nè cả nhà, mình không có là dùng mà làm bong bóng nước như clip trước nữa, mà làm bong bóng gì mẹ nhờ? Bong bóng hơi và bột mì nha mọi người. Đó, cả nhà. Hôm nay là cái clip thử thách kinh khủng hơn clip hôm trước nữa. Hôm nay là gia đình Xu Xí Sợn đã chuẩn bị rất là nhiều bột mì mà hồi sáng mà Xu đi mua này cả nhà. Đó, bột mì này cả nhà. Đó. Và bong bóng thì ở đây là có rất nhiều bong bóng, nhưng mà có hai cái là hai quả bự nhất như thế này nữa nè. Thì mẹ lựa màu gì? Mẹ màu xanh thì hôm bữa là màu hồng rồi, giờ mẹ lấy màu. Đó, bây giờ mình sẽ lấy màu hồng nha cả nhà. Thì trò chơi sẽ như thế này. Bây giờ là ông già Noel thắng và mẹ Sen sẽ bắt đầu là banh ra như thế này nè cả nhà. Rồi đổ bột mì vô. Đúng rồi. Đây. Đây mình sẽ cho bột mì vô trong đây nha mọi người. Đó. Để nha. Khi... Đúng rồi. Đó, bây giờ mình cho rất là nhiều để xíu nữa mình bơm lên. Với một cái quả bóng này khi mình bơm lên á, cái khối lượng mà nó to ra rất là kinh khủng luôn. Và xem nữa xíu nữa phản ứng khi mà nó nổ ra xem như thế nào cả nhà. Đúng rồi. Mọi người ơi, mình thử thách mà mình không biết là hồi vừa rồi là thử thách về nước. À. Thấy nó độ nó cũng to ghê mà không biết giờ mình thử thách về hơi thử nó cái độ nó to cỡ nào luôn nha mọi người. Cả nhà chơi cái lần này là mình sẽ gọi là mình ôm cái bóng luôn để xem thử là khi mà nó to lên, nó căng lên thì nó sẽ như thế nào. Su thì chỉ là nhân vật để hôm nay là ngồi xem và cổ vũ thôi. Đó. Rồi đủ rồi đó con. Đó cả nhà xem nè, nó rất là nhiều bột mì luôn nha. Thật đó, rồi, thêm đi mẹ, thêm đi. Còn không? Còn để đây. Còn đổ đi, mình chơi bong bóng nó to nè. Rồi, đổ thêm xíu nữa. Đây. Còn đây. Khi mà nó nổ ra nó to, bột mì to quá là đó. Nó ra như một cái bông đó con. Đó, rồi được rồi. Được rồi mẹ, ở đây thôi. Yeah. Rồi đó. Đó đây cả nhà. Thì mình đã chuẩn bị một quả bong bóng màu hồng. Quả bong bóng là của mình nha. Còn quả bong bóng màu xanh là của mẹ. Thì sau khi mình chơi xong thì mình mới đổ vô cho mẹ. Đó, thì bây giờ mình cùng với mẹ sẽ bắt đầu vô thử thách cho cả nhà cùng xem nha. Ok. Rồi xuống nước. Mình cần cái này để bảo vệ cho cả nhà. Đó, rồi, tao bị mưa mưa cho cá mẹ. Rồi, đi lại. Rồi. Rồi. Con ngồi xe ra đây cho con ngồi xuống sau mình. Đó, ở đây nha cả nhà. Thì sau khi mà đã cố định xong hết rồi thì bắt đầu là người hỗ trợ cho mình đó là mẹ mình. Còn Xu với Bông á là ngồi ở một cái vị trí khán giả để có thể quan sát được thôi. Đó, rồi bắt đầu vô nha. Từ từ nha mẹ. Đó cả nhà. Vẫn là mình bơm nha. Ôi, chạy lại. Trời ơi. Từ thôi. Bây giờ bắt đầu hát to rồi. Từ. Không có bung mạnh đâu. Bây giờ mình sẽ chơi mạnh luôn. Mình bỏ lên trên đầu. Khi mà nó nổ á là bắt đầu là nó sẽ rớt xuống nha cả nhà. Mình từ từ mẹ ơi. Từ nha. Mẹ ơi. Được chưa? Rồi vô cả nhà ơi. Rồi. Đừng bị nổ đó mọi người ơi. A few moments later.
theo ghê chưa. Ôi cái trò này thì cái gọi là một cái trò là siêu kinh điển luôn đó. Ôi, đó mẹ, mẹ bom thấy sợ không? Mẹ không dám nhìn nữa. Mẹ phải che chắn xuống cái bom lại rồi mẹ lắp súp cơ bom vô. Đó, bây giờ đây, bây giờ con chơi rồi. Tới lúc mẹ dám được đó không? Mẹ đó. Bây giờ tới lúc mẹ mình nha cả nhà. Ok. Đấy, đây nha cả nhà. Thì sau khi mà cái thử thách của mình đã thành công rồi đó thì bây giờ tới lúc mẹ. Mọi người ơi, thấy ghê quá nhưng mà mình cũng muốn thử thách. Mẹ ở trên đây dính gì vậy mẹ? Dính một cái gì vậy? Một. Nhà xe mà chờ nhìn giống như ông già. Đó. Rồi bắt đầu nha cả nhà. Bây giờ mẹ đổ nhiêu đi. Đổ hết cỡ luôn. Đó, đây cả nhà. Đó. À, mọi người ơi, mình cũng thử thách với thằng Tung mình coi thử cái cảm giác nó như thế nào nha mọi người. Mình đang tò mò quá. Cái nhà ơi, cái này gọi là phải cái này nhìn giống tiếc quá. Tinh thần thiếp á. Đúng rồi. Giống tiếc hả con? Bây giờ tiếc mày giống... bây giờ mày chơi lớp mày bơm mày đổ hết luôn hả? Đổ luôn. mình chơi coi như để mình coi đây. Khi mà nó bung ra cái độ bung nó đẹp như thế nào đó. Rồi thôi luôn mày, thôi luôn này. Đó. Ok. Rồi. Rồi băng cả nhà, thì bây giờ cái quả này là một cái khối lượng rất là nhiều có phải gấp đôi gấp ba lần của mình luôn đó. Đó, thì cả nhà sẽ biết là lần này là cái quả bung bóng này nó nổ ra nó sẽ như thế này nha cả nhà. Rồi, ok. Cả nhà, bây giờ chưa chơi mà cả nhà bị sợ đó. Cuộc số bông kìa. Nhiều quay cho cả nhà đấy. Ở số bông đang ngồi để quan sát đó nha cả nhà. Số cái bông ngồi đó cổ vũ cho mẹ nha con. Rồi. Nha. Để mẹ thử thách cái trò chơi đó thử nha. Đây bây giờ mình bắt đầu nha. Bắt đầu mình chuẩn bị chưa? Rồi, mình sẽ ôm. Rồi. Lâu lắm nó mới nổ. Mẹ đổi cái mũi gương lại với nó. A few moments later. Five,
You've been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Get in these voices inside, just stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn. Chia sẻ nha để ủng hộ cho kênh chú cháu đi hai chân ngay càng phát triển thì hẹn gặp nha ở những clip tiếp theo. Ok.